Xin chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình mời các bạn đến với mình, ở chân mình đến chợ Thành Đông nha, ấp Thành Tây, xã Thành Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nha mọi người. Đây, cái chợ này còn được gọi là chợ hồi xưa người ta kêu bằng chợ Kim Chính nha. Mình đứng đây là mình đứng ngay chân chỗ đầu chợ luôn. Cái này là cái bảng ngoài đầu chợ thôi, còn trong kia là cái nhà lòng chợ. Đường bên tay phải của mình á, đường này mình về dòng ghiền nè mọi người. Tay trái chứ, lộn, xin lỗi mọi người. Còn đường bên tay phải của mình thì đường này mình nếu như mình đi thẳng luôn là mình về Cần Thơ nha, tầm khoảng 5 cây số nữa nha. Nào bây giờ mình xin mời tất cả các bạn bà con cô bác đi vào chợ cùng với mình nha. Đây khúc này là chợ Thành Đông nha mọi người, đây là nhà lòng chợ nha. Thì khúc mé ngoài này thì bà con cô bác mình thì cũng không có buôn bán gì. Nhưng mà mé bên trong á, bà con cô bác mình buôn bán đông lắm. Thì ở đây thì cũng có cái quán cơm, quán đồ ăn sáng, bán trà đá rồi đây. Thì mọi người cùng với mình đi vào bên trong coi bà con cô bác mình buôn bán như thế nào nha. Đây là phía bên trong nhà lòng chợ nha mọi người, phía đằng sau lưng nha. Đây, đi vào ăn sáng nốt thơm cá lòng thông. Dạ chào chị, dạ sáng giờ mình muốn bán đỡ không chị? Dạ chúng đợi ha. Dạ dạ. Đây chuối đây. Đây cô bán đang bán tép bạc. Bán nhỏ lớn này chỗ nào ra mình chỉ giùm tao coi. Dạ. Mới ra tao bán này nè. Dạ. Đây bên trong chợ đây mọi người. Hồi nãy cô kêu mình chỉnh cái lo, mình chỉnh cho cô rồi. Đây anh bán thơm. Chào anh. Sáng giờ buôn bán đỡ không anh? Về quá ha. Dạ không, ngày em cũng đi mấy cái chợ kia thấy cũng than quá trời luôn, ai nấy cũng than hết. Dạ rồi, buổi sáng em chúc anh vui vẻ buôn bán mau hết hàng nha anh. Đây anh bán thơm đây. Đây chị bán cá, cá ngừ biển. Chào chú đang bán gì vậy chú? Cái chả cái mì Vinh ha. Dạ cái chả cái mì Vinh ha. Dạ ông bệnh. Đây mọi người. Cá chả cá đây mọi người. Rồi mình qua bên phút bên đây chợ nha mọi người. Đây rau củ quả, thơm, cà rốt. Đây là rau xanh. Củ cải luôn. Thì giờ này mới tầm khoảng chưa được 7 giờ đâu mọi người. Bà con của mình cũng đi chợ cũng chưa có đông cho lắm. Đây rau xanh mọi người ơi, rau xanh rất là ngon. Đâu mình qua bên đây mình coi con mình buôn bán bên ngoài coi sao. Đây vàng bán đầy đường luôn. Dạ em chào chị. Đầy đủ các loại luôn mọi người ơi, vàng bán đầy luôn. Vòng tay, vòng cổng thạch,
Hôm nay thì vừa bán quần áo nha mọi người. Chị này ở đây cũng đang bán rau củ quả, hàng rau nhút, rồi ca lan. Xoài đây. Xoài keo chín. Dắt vừa hoàng tư. Đây củ sắn, hoa lan, cà rốt, củ cải trắng. Đây mình đây dưa hấu đây. Cô các chị đang lựa dưa hấu 5.000 một ký. Dạ. Dạ. Dưa hấu quá đỏ quá ngon luôn. Anh đi mua dưa hấu luôn anh. Dạ. Đây. Bà con mình đang lựa dưa hấu đây 5.000 một ký đây. Quá rẻ luôn. Rồi mình vào bên trong chợ nha mọi người. Bông hoa bơ nha mọi người. Ồ, bơ rất là ngon đây. Rất là tươi. Chôm chôm. Quải. Đầy đủ luôn. Táo. Bê. Đây dâu đây. Ồ, nhiều quá. Dạ em quay rồi. Đây. Đây bà chủ đây. Chào chị. Sáng giờ mình muốn quán đảo không chị? Lai gai hen chị. Dạ dạ, buổi sáng hôm chúc chị vui vẻ buôn bán món hàng nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ đây dân hàng của bà chủ đây. Đây cô bên đây thì bán dâu, bầu, bí, mướp, đu đủ, xoài, đầy đủ các loại. Chị bên đây thì bán mắm, quải dâu, dưa hấu, cam luôn, thơm luôn. Chào anh. Nước mát luôn. Chào cô. Dạ, mình bán xôi hả cô? Dạ. Sáng giờ mình buôn bán đỡ không cô? Được, lấy ra, lấy ra. Dạ, buổi sáng ngon, chúc cô vui vẻ buôn bán ngon khách hàng nha. Đây dân hàng xôi của cô đây. À, cái nồi xôi đang nấu nóng hổi đây. À, lên khói luôn thấy không mọi người. Dạ chị mới hỏi em gì à? Quay làm cái gì á? Dạ em làm YouTube chị. Dạ em là chị. À, tỏi hành. Hey, hello mọi người, muốn ủng hộ tôi nha. Dạ. Đây cam, nho, quýt nho chứ không phải, cái này quýt chứ không phải cam hả chị? Quýt. Dạ. Đầy đủ luôn. Ai có đến chợ nhớ ủng hộ bà chị nha. Rồi buổi sáng em chúc chị vui vẻ buôn bán hết hàng nha chị. Cảm ơn. Dạ. Đây dưa luôn. Đây mọi người ơi. Đây gian hàng bên đây thì chị đang mới khô
tiêu nhiều khô lắm mọi người. Đây chuối, bánh kẹp, bánh bông lan. Dạ chào cô, kẹp bánh bông lan rồi của cô đây. Dạ sao cô? Dạ cô làm YouTube. Dạ chân hàng là của cô ha. Dạ đây cô bà chủ đây, bánh đây. Dạ hôm nay cô có cô luôn hả? Chuối dừa rồi. Dạ dạ không à, đây dưa hấu đây. Chào anh. Dạ anh gian hàng này của anh ha, anh đây anh trai đây. Dạ không à, em quen đang YouTube thôi. Đây à, bông điên điển này mọi người, bông điên điển rất là tươi ngon nha. Củ kiệu, rau gian hàng rau này là của anh trai này. Dạ buổi sáng em chúc anh vui vẻ buôn bán bán hàng nha anh. Dạ đây xào lách đây, cà pháo, bên đây thì trứng bông hoa rồi mọi người, đây trứng vịt, trứng gà, trứng cút, bên đây trái cây, chôm chôm, táo, lê, đầy đủ hết. Còn bên đây thì gian hàng bán rau củ quả của em trai này. Chào em. Đây rau củ quả. Nào mình qua bên chợ bên đây chợ cá này coi sao nha mọi người. Đây cá chốt, cá cá, cá rô. Dạ chào cô. Dạ sáng giờ mình quân bán đỡ không cô? Chết rồi. Dạ ấy không chết hả cô? Dạ. Dạ con đi mấy chợ kia anh thấy ai cũng than hết trơn kìa. Dạ dạo này chúng giờ nó không có đi chợ của mình. Dạ. Dạ. Cá chốt nhiều quá. Đây đây hàng cá của chị đây, cá lóc bên là mua cá nha. Em mua là em sách mệt luôn. Dạ mua hết chợ. Đây cá này. Dạ em quay YouTube chị, chào chị. Đây cá lóc của chị đây. Bên đây là mắm. Bà chị rất là vui vẻ nha mọi người. Đây là gian hàng của chị không chị? Từ đó giờ mới thấy quay lần đầu ai biết đâu hả? Dạ. Đây bà chị rất là vui. Đây mấy chị đang mần cá chuẩn bị bán ra cái chốt nhiều quá mọi người. Dạ đây mọi người ơi, chợ của mình đây. Mình sao lượt cho mọi người xem. Đây một con cô bác mình sáng đi chợ đây. Đây mà quà mình sẽ qua mép bên đây, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây gà. Yeah.
Đây cá này mọi người, cá chì vàng, cá chạch, cá lóc, cá đuôi hồng luôn, đầy đủ hết luôn. Chân gà, bên đây là cá biển nha mọi người. Đây chị bắn tôm, bắn cá biển, rồi cá lóc, cái đầu cũng có luôn. À, có chú là đời vi lóc, đời vi lóc, đời vi lóc á, vô YouTube á. Đây hai anh em này đang hỏi kênh của mình và vô đây. Đây bà chị đang bán cua đây, chào chị. Dạ. Sáng giờ mình muốn bán đỡ không chị? Dạ, lúc này chợ ế lắm lắm anh ơi. Chợ ế quá ha. Tại sao đi mấy cái chợ trên 6 về chợ trên 8 đồ anh thấy ai cũng hàng hết. Anh nói câu với em phải không? Dạ. Cua nè. Dạ. Cua bệnh dịch giờ bán nó được như xưa đâu, cá thấy à. Dạ. Wow, cua biển quá ngon. Dạ, cua biển. Đây. Cua nào bao thịt luôn đó. Dạ. Rồi buổi sáng em chúc chị vui vẻ và buôn bán mua khách hàng nha. Dạ dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Chị buôn bán thịt gà, thịt vịt đây. Bên đây thì gian hàng rau. Gian hàng rau củ quả. Bên đây cũng vậy, rau củ quả luôn. À, rau này mua về nấu canh là rất là ngon mọi người ơi. Rau rất là tươi, tươi ngon. Cà nó, cà này là hồng mỡ, muối lên là số 1 luôn. Đây dân hàng rau củ quả đây. Cá. Bên này là chiên sỉ lẻ, bánh ướt chả lụa, ba tê, giò củ một viên đây. Dạ em chào chị. Dạ, sáng giờ mình buôn bán đỡ không chị? Lên xe chú ơi. Dạ. Đây, đây dân hàng chả lụa của chị đây. Đầy đủ các loại, đầy đủ mình bán đầy đủ các loại chả luôn hả chị? Dạ. Dạ. Đây, mọi người có ai đến thì ủng hộ chị nha. Chị rất là vui vẻ. Dạ, chị buổi sáng em chúc chị vui vẻ và buôn bán hết hàng nha chị. Dạ. Đây, chị bên đây thì bán đậu nành. Dạ, anh chào chị. Đây là chị cũng rất vui vẻ đây. Mình bán sữa đậu nành, đậu xanh nha chị. Dạ. Ồ, có bún luôn ha. À, bún chai luôn hả chị? Bún chai. Ồ, đầy đủ luôn mọi người. Mọi người có ai đến đây thì nhớ ủng hộ chị nha. Đây gian hàng của chị đây. Rồi buổi sáng em chúc chị vui vẻ và buôn bán hết hàng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Đây bông điện điển này mà mọi người ơi. Đi tới đâu mình thấy bông điện điển mình khoái à. Đây bông điện điển là món khoái khẩu của mình. Trứng vịt đây. Đây là gian hàng là bánh mì thơm ngon. Bên kia thì thịt heo. Bên đây thì cái quầy nước của cô chú
Món này là uống cà phê rồi đây. Thì đến đây cũng xin hết chợ luôn rồi mọi người ạ. Chợ của mình đây. Đây mọi người xem một vật nhà lòng chợ kim chính của mình nha. Đến đây mình cũng xin kết thúc clip. Nếu mọi người thấy clip của mình hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.